Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 10 năm 2022 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ nha quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tự chuyên chở tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi tại các tỉnh do nhiều yếu tố như và, ruộng và, ớt, loại ớt, khả năng mua, vận chuyển và tại từng tỉnh thành nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau: ớt Chỉ Thiên tại các tỉnh miền Tây, Vĩnh Long 33.040 đồng kg, Đồng Tháp 33.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, An Giang 30.000 đến 37.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ 30.000 đến 37.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh 35.000 đến 42.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng 30.037 đồng kg, giá và ớt cổ nhì 30.032 đồng kg và giá và ớt cổ nhất 33.036 đồng kg và giá và ớt nắc, ớt xuất khẩu 37.000 đến 42.000 đồng mỗi kg. Ớt Chỉ Thiên tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, Đắk Lắk 32.000 đến 37.000 đồng mỗi kg, Gia Lai 32.000 đến 37.000 đồng mỗi kg.